giống Huy không? Thế như Huy. Ơ? Đấy mắt, gọi Huy phát đi ra này. Sao mắt cứ buồn đấy, sâu xét thế. Ui. Xin chào quý vị. Hello. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Lumbler Story. Mình là Mì. Mình là Hải. Mình là Thủy. Mình là Thỏ đấy. Ngày hôm nay bọn mình đang ở khu trung tự Kim Liên và quyết định sẽ đi quay một vòng quanh đây xem là ở đây có cái gì ăn và không có gì ăn và review, để lại cho các bạn một vài địa chỉ để mọi người có thể đến đây ăn uống thử. Và tất cả mọi thứ mà hôm nay bọn mình đi ăn ý thì chắc chắn là sẽ rất rẻ, phù hợp với giá tiền túi tiền của học sinh sinh viên chúng mình. Các bạn mà học ở quanh trường Kim Liên lạ, với cả Lê Quý Đôn không lạ gì khu này luôn. Chuẩn, mình ăn mòn ít ở đây rồi. Ngày xưa hay ra đây ăn. Đến nỗi mình nhờ cao bằng mình còn biết mà. Em thì là đầu tiên đây ăn. Mày thì nói chuyện gì? Em con này mà em này ở trên núi ăn. Thế mà sao chị ở ngay Phạm Văn Đồng? Đừng nói trên núi, anh mới là trên núi này. Nói trên núi thì lại mang tiếng dân tộc của anh. Em ở xa hơn mà em ở lên đây ăn, chị Hải ở gần hơn em. Bây giờ thì cùng bọn mình. Hải là ở một thế giới mù. Yêu mày bảo mày hay đi mò mẫm mà. Nó là mò mẫm cái đó. Em mua quần áo thì càng phải biết khu này quá nhiều hàng quần áo. Nó là đi mò gì đâu. Mò cua bất ức. Thế chị em mò đi mua quần áo đây bao giờ chưa? Không, chưa bao giờ luôn. Hải mua đồ đắt tiền mà. Hải là cái tầm HM với Zara là không bao giờ vào. Đúng rồi. Đẳng cấp lắm. Em chỉ đợi chị chỉ vào ra vào thôi, không vào Zara. Đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi. À quên lại vậy. À ừ. Đi thôi, đi vậy. Thôi. Và địa điểm đầu tiên mà mình chọn đó là ăn trưa ở quán Chú Long Kim Liên. Hôm nay mình bị đau bụng, mình bị từ sáng rồi, từ sáng đến giờ mình không đóng nổi van luôn, ở đây ăn sandwich. Các bạn cảm tưởng nhá là sáng nay mặt mình hai cái, sáng nay mặt mình rất là tròn, sáng nay là mình rất là bầu bĩnh, nhưng mà sau một buổi sáng là xong, giải tán hết, nước hết luôn. Chủ cua ngang đây này, bộ bé đi đường bên này. Ôi. Em đây. Từ đã. Các bạn biết gì không? Trước khi ra đây, mình và chị Hải đi từ nhà chị Sen ra. Và chị Hải đi một đôi bốt size 36 nhưng lại xỏ và để ở cửa sau. Nhưng lại xỏ vào đôi bốt size 37 của khách nhà chị Sen để ở cửa trước. Và đi thẳng đến đây. Tao nghĩ tao để cửa trước không? Nhưng mà nó không phải. Em mà không biết nói gì. Thật sự em không biết nói gì. Mà đi đúng giày của người quen chứ. May là người quen đấy. May là người quen đấy. Không biết soi ca thì xấu hổ rồi đấy. Này đua một người chứ. Ăn cái gì thì ăn chung một người đi. Quên. Ăn chung một người. Ăn chung một người đi hả? Thế là bố mình ăn chung một bát. Ăn chung một người thế là. Thế là mới về người nhân to đấy. Này thế nào đây? Đâu, còn nhân, trên người không có tí vàng nào luôn. Không có tí nào. Không có tí nào tay. Đây là con anh không có một tí nào, anh làm lại đi. Anh không có tí nào. Không có gì mà. Đây là một cái dây vàng. Màu vàng. Đây là một con tùy hưu. Tùy hưu nhỉ. Bánh sandwich à, bơ sữa à, bơ sữa bên này. Bơ sữa. Vẫn còn nguyên, y như nguyên. Y như nguyên. Ê, cho này ra. Y như nguyên làm gì? Y như nguyên là gì? Y nguyên. Vật y nguyên. Nguyễn Y Văn, ăn này chưa nhé? Ăn này nó nóng. Ăn này nóng. Nóng, ăn này nóng khó. Ê, đây là món gì em mày? Sandwich mứt sữa, cái này mà phải đổi pha tương ớt vào bạn ạ. Không. Chúng mất tí. Cái mứt sữa này là gì ạ? Sữa tươi chiên đấy. Sữa tươi chiên đây. Sữa tươi chiên không? Mà ăn đồng nhiên mà. Nhưng mà ngọt. Ngọt quá. Mình ăn hết 135.000. Yêu không? 135. Rẻ thế. Một nui, một mì đen, hai bánh sandwich. Ôi, còn
và sữa chua, à sữa cơi chiên, thêm 3 cốc nước. Em thề luôn, em không nhìn thấy anh. Chứ, cái mũ hơi cute một tí thôi anh. Mũ tao bị nhảy mũ ra mà nó để lại cho tao mũ này. Thế là nó tử tế rồi đấy. Hả? Thế nó tử tế rồi đấy. Cái gì? Nó tử tế. Tử tế á? Ừ. Được không ạ? À? Được không các bạn? Mùa dịch. Bánh đúc, bánh đúc, bánh đúc. Đây rồi. Ôi. Bác ơi, để xe đâu ạ? Cho con ăn một bát bánh đúc này. Một... Anh có những chè gì đây ạ? Đỗ... Ăn đỗ xanh đi, một đỗ xanh. Anh uống gì, ăn gì? Ơ, cho chè vào bánh đúc rồi. Điên rồi. Bánh mới. Thằng bánh đúc này bọn mình ăn từ hồi mình đi học cấp 3. Thì bây giờ là bao nhiêu năm nhỉ? Ôi, cũng mở lâu lắm rồi nhỉ? Bao nhiêu năm nhỉ? Mới thế kỷ trước ạ? À, thế là phải từ năm 6 mấy rồi. Đấy, 6. Năm 6, 9. Thế là kém có 1 tuổi thôi đấy. Thế đi. Kém em 1 tuổi, em 95. Mời mọi người nhé. Bánh đúc làm bằng lạc rẻ rồi. Bánh đúc làm bằng lạc rẻ rồi. Vâng, cháu bảo sao cháu ăn thử chưa? Sao thế nó dính đúng không? Vâng. Con giống nó nhau mà. Ngon mềm. Đâu con gốc chè đỗ này luôn. Chè đỗ xanh. Cho nó chua chẳng dừa. Đỗ cho nó tan đá cho nó mát. 70.000 nửa cân. Hôm nọ ăn đỗ đen rồi, hôm nay ăn đỗ xanh. Cháu ăn tại trồng. Thì vẫn phải trồng rưỡi. Còn đỗ đỏ ấy. Thế thải không? Cái bát bánh đúc này này. Nhưng mà mình phải cho kiểu thật là nhiều giấm. Bánh đúc này theo mình tìm hiểu ấy, làm rất là khó. Các bạn chỉ cần đi xay gạo ra nấu lên thôi. Không? Em ơi, khó thế thì ai mà làm được? Không làm. Không làm. Tại vì là nếu mà dễ quá thì ai làm bán. Đúng. Nhưng mà có phải là chỗ nào cũng không làm ngon đâu ấy. Đấy. Hôm nay bao nhiêu độ mọi người biết không? Hôm nay là 30 mấy độ nhỉ? 33 độ. Đã mà nhỉ? Mấy độ? Mùa đông. Hết mùa đông rồi. 3 rồi. Mai lại nhỉ? Mai lại nhỉ? Ngon cực. Chưa lạnh. Thì cái chè này mình ăn thì ngọt vừa, rất là ngon. Được. Dạ. Nhưng mà không lạnh lắm. Cô cho ăn nghỉ tiền ạ. 66 ạ. Thế là bao tiền một bát bánh đúc ạ? Đúc 18, một chè rồi. 15.000 bát chè. Ở đây là C2 trung tự. Nếu mà đi từ Thăng Ngọc Thạch vào thì dễ tìm hơn là khu mấy cái khu là khu đầu tiên nhỉ. Đây là 46C. 46C. 46C Thăng Ngọc Thạch. Ngõ 46C Thăng Ngọc Thạch. Đi đường ấy dễ tìm hơn. Còn nhưng mình ở đây học ở đây từ xưa ấy, cho nên là mình thường ấy đi vòng cái đường sau lên. Em mà cứ đi đường này và em lại nhiều. Kiểu em nhớ đường kia là đi qua mấy cái đường kia là xe còn rẽ nhầm vào cái tập thể bên kia cơ. Nhớ gọi là bị ngu đấy. Ờ, rồi em ăn nhầm bên đấy luôn. Ăn không bảo không đúng. Bên kia nó khác hẳn. Ăn không ăn không à, nó không đúng. Nó khác hẳn luôn. Nó khác hẳn điều chả không đúng à. Nhưng mà phải ăn, không nhớ mặt cô hồi xưa. Ờ, rồi năm 96 sao mày nhớ mặt cô. Bây giờ thì sẽ di chuyển đến một địa điểm tiếp theo. Sẽ là một cái ăn gì nào?
nhận ra hai cô bán hàng. Đấy. Hôm nào mình ra đây mua bánh mì mật ong đấy. Ăn mấy sụn mấy xiên. Sụn là gì? Sụn. Chân bao giờ? Sụn lợn này như sụn gà ấy. Nó bán theo xiên à? Ừ. Mỗi cái 2 đi ạ. Vâng. Hai sụn, hai thịt. Anh chị bơ mật ong không? Không ạ, à, cháu đang mong. Ngày xưa là mình ở trong khu trong Nam Đồng. Trong chợ Nam Đồng thì rất hay ra ngoài này ăn. Tôi mỗi lần chạy chạy bộ quanh cái hồ Hoàn Kiếm à. Hồ Đắc Di. Chạy quanh cái hồ Đắc Di này là mình sẽ vào đấy ăn để tăng protein, tăng năng lượng để mình có thể chạy tiếp. Đấy ngày xưa là mình cũng hay tắm như thế này này. Mình tắm xong là để cho người ta câu mình ấy, nhưng mà không ai câu được mình cả. Đâu thịt. Nói đi. Đây sụn đây, thấy mấy cái viền trắng trắng không? Đấy thì gọi là sụn. Còn cái này không có sụn gọi là thịt. Không có viền trắng như là thịt. Nhầm. Ăn đây anh. Sụn đây hả? Ngon lắm. Ngon. Thôi mọi người ơi, cái mình ăn đấy. Giải cá. Ăn nó rất là ngon mà. Ngon mà tôi nó chín chua. Này chính ra gọi cái sụn để dễ ăn hơn này, bởi vì là nó không bị nạc. Em mới ăn thịt mỡ. Không. Hôm nay thấy phụ ăn. Vâng, ăn được nhiều. Mà cái sụn này nó không bị cứng. Mình nhai được. Cái thịt tiên này này là miếng thịt ý. Chứ không phải là kiểu xay ra như hôm nọ. Mà làm bắt thích thịt hơn. Ngon được làm. Cảm ơn ạ. Cái gì nhỉ? Ở bên Long Biên có phố gì nhỉ? Bồ Đề. Quét phố Bồ Đề nhá. Bên đấy có ăn đi ăn này. Mày phải sang đấy nếu mà thích ăn mỡ sang cái bát đấy. Yeah. Một xiên thịt dài bằng này này. Mà cái cuống chỉ cầm bằng này thôi, dài đúng không này. Cứ bài bán ba cái tan là một miếng thịt, một miếng mỡ, một miếng thịt, một miếng mỡ. Ngày trước là tao ăn 12.000 một xiên. 4 năm trước. Bây giờ không biết bao nhiêu. Đây là kể cả 2 xiên một chục, anh em. 2 chục một xiên vẫn ăn. Đúng không? Hai xiên thịt với hai xiên sụn hết 40.000. Tức là 10.000 một xiên. 10.000 à? Thế là sụn không tăng giá, sụn là tăng rồi. Ê, nói chung là kia thế cho nó đẹp. Kia cho nó đẹp. 10.000 một xiên. Đây là bọn mình ăn quá nhiều rồi cho nên bọn mình gọi ít thôi, chứ bình thường, nhưng mà thực ra bình thường mình cũng chỉ ăn được khoảng 3 đến 4 xiên là cùng ấy. Anh phải 5 xiên. Đẳng cấp. Đợt này là đi tìm món ăn người ta cũng ít bán lắm. Thì các bạn cảm tưởng là chưa bao giờ mà mình ở Hà Nội mà trừ những ngày Tết ra, Tết mình không ở đây rồi. Còn chưa bao giờ thấy ngày thường mà nó vắng người. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video ăn gì uống gì, food tour cùng chúng mình vào lần tới nhé.